Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc tạm ngừng hoạt động của các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh đã đến kiểm tra tại một số đại lý Internet trên địa bàn huyện Đức Hòa, Bến Lức và thành phố Tân An. Tại các điểm đến, đội liên ngành kiểm tra về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, việc tạm dừng hoạt động của đại lý Internet theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua kiểm tra, bên cạnh một số cơ sở kinh doanh chấp hành việc đóng cửa theo quy định, thì vẫn còn nhiều đại lý mở cửa, có khách hàng đến truy cập Internet, chơi game với số lượng đông. Lý do được các chủ cơ sở giải thích là chưa nắm bắt được quy định yêu cầu tạm thời ngừng kinh doanh của tỉnh. Thì nói chung là bên cơ quan chức năng nhà nước chưa có ai xuống triển khai hết, thì nên đâu có nắm được. Phải như chiều qua mà bên nhà nước xuống triển khai thì bữa nay sáng tôi đóng cửa rồi. Ngoài nhắc nhở tuyên truyền, đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh cũng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đóng cửa tạm thời các điểm kinh doanh Internet công cộng, game online để ngăn ngừa, phòng tránh sự lây lan của dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động kể từ 18 giờ ngày 16 tháng 3 2020 cho đến khi có thông báo mới.